cũng nguy hiểm lắm đó. Mèo cũng bị sáng mèo luôn đó. Người ta nói nhà mà có người mà có bầu là không có cho nuôi mấy con vật đó. Con ăn hết trở nó nuôi con mèo đó. Vô tới cái nhà nó đi, tỏ một thắng lông. Bởi vì không có biết nữa nha. Mèo nó hả, dính lông mèo không, đồ đen nha. Thích lết cái chân. Ôi, con bên ăn nha. Nó ngủ chung luôn. Nó không có quản nha, mệt cái con. Nó trở nuôi mèo ngủ chung luôn. Đánh mình hả? Ừ. Nó đồ cứ nói lông mèo rồi qua không cho nó ăn, anh đem đi à, cái kêu nó hồi đem đi cho làm tay cho ờ con. Nuôi cái gì mà nuôi cái nhà con hẳn nó dễ gì nó cưng chó mèo á. Ừ, con hẳn cái hẳn cái hẳn cái hẳn cái giống như cái sân nghi hàng chí chảnh gì đó, giống như cái chỗ cửa máy lạnh của nó vậy. Ừ. Phải có sân trước làm sao á, nó chó mới được. Nó không chạy vô nhà, nó không chạy vô nhà. Mà vô nhà quánh nó là nó không có vô. Nó không có vô nhà. Nó không có vô nhà. Chịu, nó không có vô nhà. 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 Nó không có qua quét nha, bây giờ nó đâu quét con cái nó thì nó quét gì bà nghĩ nó tành thôi chết luôn nó không à, nó không nha nó để vô tôi quét nó để như người đó như mình nó để cái đó nè đây con Khánh này nè, nó giống giống như cái con nhỏ mà nấu mì bởi bà chủ nhà trọ vô á, bà chữ đó, nó ăn mì biết tháng nào nó hai nó để lừ cái trơn trong trong nhà trọ. Thank you.
Chị gọi nó thôi. Sao chưa có vàng hết trơn. Sao bà nói chiên đảo đảo quán gì rồi. Đảo nhưng mà phải vàng từ. Cái này còn sống luôn rồi. Lửa ghiêu 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 dảo dảo rồi. Hồi là nó vàng đều luôn mà. Lửa mà nóng mà đổ vô mình trộn. Nóng là không có chở kịp đâu. Nó chỗ vàng chỗ không. Mình trộn nó đều mà lấy ra cái một cũng được. Ừ, cái đó chỉ đơm vô thôi, còn dĩa rau riêng, dĩa thịt riêng. Chó sợ lắm trời ơi. Ăn mà đồ ăn mà phải dính lông chó vô mà đang ăn mới dính cọng lông chó mà lôi ra thôi nghĩ ăn luôn. Rồi bỏ đi cho ra rửa ăn lấy cái lẩu á. Cơm không chín nha.
bắt chúng cá này mất tạc. Thấy ba này mua đủ đồ. Ở dưới nhà con nó hai nấu 10 là về chuyện nhỏ luôn đó, đồ đủ luôn. Khỏe. Bắt la bà đi tư một loại đất đai mà cô bác với bà cháu mà nói giữa ngày mình đừng đi lần dạ.
sống á, là sống cá. Mày đi làm mắm me đi không, để cho mấy bả làm đó đi không. Ủa rồi. Mình không có cái sạn bự hết ơi. Thì sao không lấy xuống hả? Để vô cá cái gì hả? Sạn bự đâu? Cái chân vàng đó nó lao chi nữa, tư lao mặt bạn rồi. Không bị nó thấy có Út Lan mà có sạn bự không? Bữa mua sạn bự giá bự đó.